Thưa quý vị, còn gần 2 tháng nữa năm học 2024-2025 mới chính thức bắt đầu. Song hiện nay tại các cửa hàng sách trên địa bàn Đồng Nai có rất đông phụ huynh, học sinh đến mua sắm các dụng cụ học tập, sách vở, chuẩn bị cho năm học mới. Đáng chú ý trong đó sách giáo khoa là mặt hàng được chọn mua nhiều nhất. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Những ngày nay, tại cửa hàng sách và thiết bị trường học tỉnh Đồng Nai, đóng trên địa bàn thành phố Biên Hòa, luôn tấp nập khách hàng. Năm học 2024-2025 có thêm 3 khối lớp thay sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 là lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Như vậy, từ năm học sau, chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ được triển khai ở tất cả các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 12. Điều này góp phần làm cho thị trường sách giáo khoa càng thêm sôi động. Năm nào em cũng ghé ở đây để mua sách, bởi vì đến đây là tất cả các loại sách là đều có đầy đủ, mình đỡ mất công phải đi chỗ khác. Với lại giá cả thì nó cũng bình ổn, nó không có bị tăng giá. Hàng năm thì mình cũng tới đây mua sách đều đặn cho mấy bé học, thì sách ở đây là mỗi lần mua là tương đối đầy đủ. Không giống như mấy chỗ khác, khi mà mua thì nó bị thiếu sách, tới đây mua đầy đủ. Và năm nay mình mua sớm là do trong hè cho mấy bé có thời gian cập nhật quay sách mới để mà sau bước năm học thì nó đỡ bỡ ngỡ hơn. Để phục vụ năm học mới, đến thời điểm hiện tại, công ty sách và thiết bị trường học Đồng Nai đã nhập kho gần 4,5 triệu bản sách, đạt khoảng 70% kế hoạch. Trong đó, trừ sách lớp 5, lớp 9 và 12 chưa về đủ, tất cả sách các khối lớp còn lại đều đảm bảo cung ứng đủ cho học sinh trên địa bàn tỉnh. Cũng như mọi năm, được sự phê duyệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh, năm nay công ty sách và thiết bị trường học Đồng Nai tiếp tục triển khai chương trình bình ổn giá tại 22 cửa hàng trên địa bàn tỉnh. Sách giáo khoa giảm 5%, tập vở thì giảm 10% và phục vụ tại trường. Thì các trường hầu hết sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, 12 đều đăng ký tại công ty. Và công ty khi có sách là sẽ lập tức đóng bộ và sẽ giao về cho trường. Thì cái này điều này sẽ rất tiện lợi cho phụ huynh học sinh. Vì đặc biệt là đối với lớp 5 và lớp 12 thì trường, cái bộ sách của trường thì nó có nhiều môn, trong đó có nhiều đầu sách của nhiều nhà xuất bản khác nhau. Chính vì vậy cho nên là việc đi tìm mà ở ngoài thị trường thì sẽ cũng khá khó khăn. Cho nên là hầu hết các trường đều đăng ký ở công ty. Đáng chú ý, hiện đang vào cao điểm thị trường sách giáo khoa. Thị trường sách giả khó kiểm soát. Các nhà xuất bản đã đưa ra khuyến cáo phụ huynh học sinh cần phân biệt sách thật và sách giả để tránh mua lầm. Theo đó, sách giả được làm ra bằng cách scan lại từ trang sách thật rồi sau đó in ấn thủ công. Vì vậy có nhiều khả năng in thiếu trang. Hình ảnh thường có màu sắc không đồng đều, bị nhòe, chữ in không sắc nét, vân vân. Sách thật á, thì ở phía đầu hay đuôi trang sách nó có một cái giải mã số để học sinh mua về, các em sẽ cào ra và các em sẽ nhập cái giải mã số này để có thể sử dụng, truy cập được cái kho dữ liệu của các nhà xuất bản để các em có thể tự học ở nhà. Còn sách giả thì nó cũng có cái chỗ đó, nhưng mà cào ra thì không thấy gì. Thậm chí cũng có mã số, nhưng mà cào ra thì không hợp lệ. Theo kế hoạch, đến cuối tháng 8 năm 2024, công ty sách và thiết bị trường học Đồng Nai sẽ nhập đủ số lượng sách giáo khoa đáp ứng đủ nhu cầu của học sinh. Phụ huynh, học sinh cần cân nhắc, lựa chọn khi mua sách để tránh mua phải sách giả. Và để tiết kiệm thời gian và mua đúng, mua đủ bộ sách giáo khoa, cách tốt nhất, học sinh nên đăng ký mua tại trường. Đơn vị sẽ ưu tiên giao sách về các trường để đảm bảo học sinh có đủ sách trước ngày khai giảng năm học mới.